bà nuôi bò nuôi lợn rồi, hôm nay tôi sẽ giúp bà nuôi gà nuôi vịt luôn. Máy này cái gì đấy không? Máy bao khai chuối đan không? Đan cho 3 bạn. Bạn thấy chưa? Bạn rất là nhuyễn. Không thể tin được. Tại sao nó có thể nhóm nhóm như thế này chứ? Mấy lâu nay tôi làm đều không biết. Ông mua máy ở đâu vậy? Tôi sẽ giới thiệu cho bà con trong vùng này biết. Từ hôm nay tới không cần phải tắm suối mệt mỏi là tốn công sức hàng ngày nữa. Mình làm từ giờ tôi có thời gian đi nhậu nha. Tắm lúc giờ. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.